Vâng ạ, xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video ngày hôm nay, trước mắt các bác đây là một lô VAX5 hàng bãi. Đó, một lô rất là mới, product 2018 các bác nhá, mới tinh, đó nhá, rất là đẹp. Và trong video ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện trực tiếp giúp em số điện thoại này và cần tư vấn gì các bác cũng gọi luôn, các bác nhá. Các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Vâng ạ, một lô X5 bãi mà nó đẹp lắm các bác ơi. Chắc là nếu thiếu một hộp xốp nữa là thành full box thôi. Mà một cái phiên bản rất là đẹp các bác nhá. Các lúm của nó có đèn này, các lúm bấm màu hường, rất là đẹp. Và một cái mặt vàng gold rất là đẹp các bác nhá. Chắc là rất lâu sau các bác mới gặp lại cái lô này đấy, không có cơ hội gặp nhiều đâu. Một cái là hàng lô hàng tuyển chọn sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành. Đó, một phiên bản X5 một nguồn. Đấy, X5 một nguồn. Máy chất đẹp luôn, zin đẹp toàn bộ các bác nhá. Đát là tháng 7 à mùng 7 tháng 5 2018 các bác nhá. Đấy, rất là mới. Coi này nó ra sau 5 năm so với cái phiên bản X5 hai nguồn kia. Linh kiện mới, mặt mũi chất. Đấy, mặt đẹp. Đấy, một cái mức giá vô cùng ưu đãi cho anh em luôn. Đó. Và các bác nhìn vào đây cũng như cấp bản truyền thống thôi, thì vẫn sử dụng chip analog device 21375 của Mỹ. Phần mềm có đầy đủ cho anh em luôn, phần mềm mà chạy tiếng Việt luôn các bác nhá. Đó. Thì các ngõ ra thì gồm hai ngõ chính, một center, một cổng sub và hai cổng surround. Và con này nó có thêm cổng chức năng thu âm nữa để cho các bác hát live stream và thu âm được luôn các bác nhá. Và hai ngõ vào bình thường. Thì phiên bản X5 một nguồn này thì nó khắc phục được tất cả những cái yếu điểm của phiên bản X5 hai nguồn trước, là những cái yếu điểm gì thì bây giờ nó đã khắc phục hết rồi các bác nhá. Nó đã sửa lỗi hết rồi. Đấy, chạy mát, đấy, lành và giá thành rất hợp lý. Một cây như này bên em đang cung cấp cho anh em giá chỉ có 1.600.000 đồng. Bên em bao ship tận nơi cho anh em, bao test cho anh em 1 tháng, lỗ đổi con mới và tặng cả remote cho anh em luôn, tặng cả điều khiển các bác nhá. Đấy, và nhà thì cực hay rồi. Lên 1267 lên 26 lên 12. Rất là chất các bác nhá. Và những cái phiên bản này thì nó có phần mềm đầy đủ cho anh em, nên là anh em thỏa sức gọi là căn chỉnh, thích căn chỉnh cái gì thì căn chỉnh các bác nhá. Đấy, rất là thoải mái cho anh em luôn. Đấy, rất là dễ, phần mềm có phần mềm tiếng Việt các bác nhá. Thì bác nào mà sợ phần mềm không chỉnh được thì con này thì nó cũng giải quyết hết cho các bác luôn cái phần đấy luôn. Các em thử tí những gì vật luôn. 2 6 1 2 3 4 5 6 7 2 6. Xin vật rất là mượt các bác nhá, rất là mượt. Đấy, một cái giá đầu tư rất phù hợp hợp lý cho anh em luôn. 1.600.000 đồng, bao ship cho anh em và bao test cho anh em 1 tháng, lỗ đổi con mới cho anh em luôn. Và phần phiên bản này bên em tặng cả điều khiển với anh em luôn. Đấy, 1.600.000 tặng điều khiển này. Đó, bao ship tận nơi cho anh em rồi, bao test cho anh em 1 tháng, lỗ đổi con mới cho anh em luôn. Và thật sự là cái lô này là quá đẹp, chắc là rất lâu sau các bác gặp lại đấy các bác nhá. Đấy, chỉ có 1.600.000 mà đẹp như thế này thì các bác không mua thì mua ở đâu ạ. Đấy, chất đẹp luôn, từ con ốc, từ cái linh kiện mới tích tinh tình luôn, rất là chất các bác nhá. Đấy, mặt vàng gold nó mới hiếm. Đấy, mà các lúm đèn nó rất là chất. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì là hú em các bác nhá.